anh khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya quý vị và các bạn thân mến mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên chiều trên sông rực rỡ tác giả vũ ngọc giao qua sự thể hiện của giọng đọc anh khôi tiếng mái rầm gõ vào thành đỏ các bục các bục cô thỏa cúi xuống vấn lại mớ tóc bung xóa phất phơ trong luồng gió trướng từ bên kia sông tạc về. Hỏ lờ, đỏ dọc lặng trôi, trôi trên con sông đời, đưa người lìa xa, xa bến thương mang theo bao vấn vương. Cô dướn người đẩy mái dầm, khe khẽ hát, con đỏ trào nghiêng, xoay tròn rồi lướt đi trong tiếng quẫy trúng trên mặt sông. Bỏ lại đằng sau bãi cát mịn màng sẫm lại trong mây đồng chiều hoang vắng. Tôi dừng lại gỡ bông cỏ may dính đầy hai ống quần. Thoáng thấy bóng tôi. Cô Thỏa dừng tay trèo vọng vào. Le mà. Tối hôm qua chú nờ lại về. Chú biểu cô có thương chú thì lấy chồng đi. Cô Thỏa nghiêng đầu cười duyên. Tiếng cười như những mảnh thủy tinh vỡ va vào nhau lanh canh rồi chìm nghỉm khi đỏ đã ra giữa dòng. Tôi chỉ kịp gọi với ra sông. Cô à. Mai nội con ra bắc chưa nghe hết câu, cô Thỏa đã lật đật xoay đò vào bờ, ghé sát mé nước cột mái dầm, lao về phía tôi hồn hển. Ủa, nội đi nữa hả con? Dạ, nghe đâu ngoài đó có nhà ngoại cảm giúp nhiều gia đình tìm được người thân đã mất. Bạn của cha dắt nội đi. Nội nói chỉ mong chú được về với ông, với cha con nội mới yên lòng. Cô Thỏa ngồi xuống đụn cát vừa bị sóng vun lên như cái nón úp ngược ngoài kia sông dịu dàng dâng con nước lắp sắp dưới chân tiếng bìm bịp buồn rượi lan cả mặt sông đang dậy lên mùi bùn tanh nồng âm ấm, ấm cô thẫn thở lượm mấy bông cỏ may cho vào lòng bàn tay thổi bay theo gió tôi ngồi bên cô lấy que khều xác con cá nhỏ bị tấp vào mắc cạn giữa đám cỏ mục trời chiều nhập nhoạng tôi đứng lên phủi hai ống quần dính đầy cát con về chứa để nội chờ cô thỏa yên lặng ra sông vục nước phả lên mặt. Ngón tay lẹ làng quệt mảng nước nhòe nhòe bên mắt vừa bết vào mớ tóc mai. Tiếng cô bạt vào gió, nhà bốn tình đốt đồng. Khói cay con mắt ghê. Bóng cô thỏa nhỏ bé loi thoi trên bến vắng. Nhòa dần trong mắt tôi. Làng tôi ven sông Thu. Men theo bãi bờ những biển dâu bạt ngàn khoác lên làng mạc vẻ mơ màng bên con đường uốn lượn quanh năm nồng nàn hương hoa cỏ. Những chảng hoa tím hút trải dài thấm lại trong bóng chiều hôm. Mỗi sớm mai thức giấc nhìn ra thấy xương răng kín mặt sông, che khuất cả một nửa chân trời. Làng tôi bên lở, mỗi năm đất sụt vô từng mảng nên từ bao giờ làng được đặt tên bờ lở. Những chảng cát như con dốc thoai thoải đổ xuống, tiếp nối những làng nghề nuôi tầm Dệt lụa. Mỗi ngày, má tôi qua sông ra chợ làng bằng con đỏ của ông lăng bên bến. Cũng có khi cô thỏa đưa nội tôi đi vào những ngày rỗ chạp. Cô ngồi đằng mũi khoan thai quạt mái dầm. Tiếng quạt nước dàn rạt. Êm ả. À. Nội ngồi cuối ghe mông lung nhìn trời đất. Lầm nhầm bài du ai về nhắn với bạn nguồn. Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên. Nội kể. Hai lần sinh nở cha tôi và chú nở hai lần đều mắc nước lụt. Nội tôi đặt tên chú nở để nhớ cái ân tình xóm làng đã giúp đỡ lúc nguy nan. Cô Thỏa với chú tôi thương thầm từ ngày còn rủ nhau thả bỏ trong thung. Cô Thỏa không hẳn đẹp nhưng duyên. Vẻ mặn mỏi khiến ai cũng muốn nhìn lâu và dừng lại trên đôi mắt tuyền một màu đen như mặt nước hồ phủ rêu. Cô hiền lành, hay cười, lúc cười càng hiền hơn. Ngày chú tôi nhập ngũ, cô đưa chú qua sông. Đỏ quay về cô còn lơ ngơ trên bến, lặng lẽ nhìn qua bờ bên kia. Mái dầm trong tay kéo lê một vệt dài trên cát. Cô thỏa ở cùng bà ngoại trong căn nhà cuối làng. Cách vài ngày cô lại kiếm cớ qua với nội tôi, khi cột lại cánh cửa chuồng gà. Lúc xúc mấy cái lưu đợi trời mưa hứng nước, cũng có khi thấy trong bồ hết gạo. Cô vô buồng xúc vài ăn lúa đi say cô lặng lặng làm mọi thứ như thể một người con dâu của nội. Nội tôi ngồi bên hiên dưng dưng nhìn cô tất tưởi ra ngõ. Tôi biết, nội nhớ chú nở. Có khi nước mắt ứa ra. Nội lẹn lén đưa ngón tay quệt đi nhưng những giọt nhớ vẫn chảy ra không dừng. Chú nở đi biển biệt không về. Thân xác gửi lại nơi nào nội tôi chẳng được hay. Chiều chiều nội ra bến. Mắt đăm đắm nhìn qua bên kia như đợi như chờ vào cái buổi chiều chú tôi đi bãi bồi vắng hoe lấp lóa ánh mặt trời phản chiếu xuống lòng sông lờ mờ những bụi bờ rậm rịt phía chân trời mây hừng lên một quầng dáng đỏ trong buổi chiều tàn đỏ qua bến bên kia chú tôi còn quay lại âu yếm nhìn nội bàn tay đưa lên vẫy vẫy không thôi từ ngày đó đêm đêm cô thỏa lại lặng lẽ ra sông cô nhìn sông và hát vẫn bài hát ngày chú tôi chưa đi xa Họ lơ. Trôi trên con sông tình, sông tình ngược xuôi quen nhấp nhô, trôi theo con sóng yêu. Có lần nội tôi kéo cô thỏa lại gần, ấp hai bàn tay thô sần của cô vô ngực thủ thỉ, lấy chồng đi con. Đám trai làng mình để bụng thương con. Đường nào thì thằng nở cũng không còn nữa. Nhìn con như này, má sót. Cô thỏa chỉ cười nhẹ nhõm, khóe miệng lún sâu một hột gạo thật duyên ngày còn nhỏ, chiều nào cũng vậy. Nghe từ bến sông tiếng cắc bụp vọng vào, tôi lật đật vất mớ dây thun đang chơi vô góc, vội vàng băng qua vạt cỏ lau, theo lối mòn ven cánh đồng hướng ra sông. Bên cây xì già phần thân đổ nghiêng rũ xuống như bước mảnh, cô thỏa cột ghe vô cây xào, gỡ nón phe phẩy quạt mồ hôi. Lần nào nghe tiếng chân tôi, cô cũng díu dít kéo tôi ngồi xuống kể chuyện. Chuyện chiều nay qua bãi bồi thấy tụi con nít xuống vô mua tỏ he của ông già câm trên phố đem về bán dạo. Vừa kể cô vừa móc trong túi áo ra cho tôi. Khi con tỏ he hình công chúa, lúc con châu chấu bằng lá dừa, cũng có khi là cục kẹo mút xanh đỏ. Tôi ngồi bên cô, tranh thủ hít hà mùi thơm từ ngực áo cô thoảng ra, ngọt ngào. Cái mùi đã du tôi vào những giấc mơ đêm, loang cả vào một triển sông lộng gió sao mà người cô lúc nào cũng thơm? Có lần tôi hỏi. Cô Thỏa bật cười, gương mặt ưng ửng, tại chú nở thích mùi hoa rẻ. Nội tôi khăn gói lên đường. Cô Thỏa đưa nội ra bến trong trời chiều nhập nhoạng. Hơn nửa tháng trời nội đi, không đêm nào tôi ngủ được. Tôi nằm nghe từ ngoài bến vọng vào như tiếng người gì dầm trò chuyện tiếng mưa rào rạt bên triền sông trao nghiêng những cánh nhạn trắng xuôi theo con nước bay về tôi mơ thấy cuối con đường dáng chú tôi cao gầy liêu siêu trở về trên đôi chân khập khiễng giữa một triền hoa tím nở bung đến tận chân trời cô thỏa chạy về phía chú giấu gương mặt ửng đỏ sau mớ tóc sổ tung mịt mù tiếng cười loang cả bến sông heo hút vắng cô dịu dàng tựa vào vai áo chú đôi mắt hổ thu cứ ngờ lên khi chú tôi cúi xuống thì thầm đợi anh có lâu không cô ngúc ngoắc đầu cười trong tiếng chim giíu rít bay về giữa đồng chiều rồi tụi mình sẽ cất mấy chiếc bẻ nuôi tôm trên khúc sông ni em nuôi thêm đàn gà trồng vài luống tần ô trong giấc mơ tôi còn nghe tiếng cô thỏa hát tiếng hát dài vào triền sông như tiếng hò trong đêm vắng hò lơ đời là dòng sông ta trôi như con đò Chống trèo dọc ngang nương kiếp trôi nội tôi trở về thất thểu cái túi vải móp sọp phơ phất trên cánh tay già nua quát quéo nội ngồi phịch bên bậu cửa thở hắt già tiếng thở nghe nhoi nhói buồn thiêu. ngoài đồng xa xương chiều âm u khiến tôi không phân biệt được đâu là bảng làng của khói đâu là bảng bạc của sương cô thỏa nghe tin nội về liền chạy qua từ ngoài ngõ nhìn thấy nội thẫn thở. Cô lặng lẽ đi vào, những ngón tay không thôi vân vê vạt áo. Nội ngước nhìn cô, những buồn thương chất chứa trong đôi mắt đó khiến tôi không dám nhìn lâu. Cô thỏa xe sẽ ngồi xuống bên nội, bàn tay thô sần ấp lấy tay nội. Như chỉ chờ có vậy, nội sụp vào lòng cô mà nức nở. Má đừng khóc mà. Đừng khóc. Nói vậy nhưng cô cũng nghẹn nghẹn qua tháng xạ xong đám ruộng con lại đưa má đi tìm anh nở anh từng nói đi đâu cũng muốn quay về anh sẽ về sẽ về về làng mình để sớm mai ra sông nghe triền triện hót đêm đó dưới bóng trăng lồng lộng từ trong mùng nhìn ra tôi thấy bóng nội ngồi bên hiên câm lặng lưng nội cong vòng như móc câu vai đổ xuống run run trong tiếng lá khô lay lắt rơi ánh đèn vàng chạch từ trái bếp hắt ra run rẩy tạc nên một vệt dài bất động. Trời chiều khô héo. Bờ cỏ dại bên triền sông rũ xuống sau cơn lanh lạnh nắng. Đêm mấy mưa về bất chợt. Đám cỏ đuôi trồn ven sông bật cong tím ngát. Chú tôi đi. Từ mùa hoa ấy không về. Đó là một đêm cuối tháng tư. Nội tôi hết khóc lại cười. Hy vọng rồi tuyệt vọng chỉ cô thỏa là vững vàng với miệng cười lấp lóa cả khúc sông. Anh nở đã hứa rồi, sẽ về. Hẹn con chỗ khúc sông này. Bên chân cầu có cành si rũ xuống chỗ kia. Chỉ là anh còn lang thang đâu đó thôi. Má à! Tôi nằm vật bên triền sông giữa đám cỏ sau mưa sọc lên mùi ngai ngái. Quê tôi, những buổi hoàng hôn thật buồn. Lại một mùa lau trắng khẽ bừng lên trong sớm mai răng răng mưa bụi những cánh chim nhạn kéo về trắng cả một khúc sông, lướt qua những tầng mây buồn bã. Đêm đêm, trên bến vắng tiếng chân người lại lặng lẽ lướt đi trên cát. Trăng khuya mênh mang, càng lúc càng trong, trăng lạnh như sương đổ xòa xuống triền sông. Cô thỏa một mình chênh vênh trên bến, ngóng về phía chân trời. Chờ vơ. Cô độc. Đêm dần trôi về sáng. Cô gục thiếp đi. Sương xuống ướt đầm một vai tóc. Bừng tỉnh cô thấy mình vẫn ngồi giữa nhập nhoạng mênh mông. Còn ngõ lúc xúc vạt diền cơm lan ra đến tận bờ mương. Căn nhà mái ngói thâm xìn lại giữa vườn cây lào xào trò chuyện cùng với bầy triền triện rủ nhau về trên nhánh thầu đâu trước ngõ. Nội tôi cầm cây trổi rửa cua từng vẹt dài trên mảnh sân chơ khấc những viên gạch vỡ rồi sửa soạn mâm cúng bầy biện xôi chè. Vàng mã lên chiếc bàn đặt bên hàng hiên giữa nắng chiều lầm rầm khấn vái những tấm giấy vàng mã run lẩy bẩy trong tay nội trước khi hóa cho lần này nội lại sửa soạn một cuộc đi tìm đêm từ bãi sông vọng vào tiếng cội si già hút gió u u nghe rờn rợn tôi chìm vào giấc ngủ cho đến khi tia nắng đầu ngày dọi qua khung cửa chấn sau một vệt dài vàng mơ quả chín trong vườn rơi lộp bộp hình như có buồng chuối già đang chín bói tôi choàng tỉnh nhìn ra Nhà cửa vắng tanh, giờ này má tôi đã lên biển, nội và cô Thỏa có lẽ đã qua bên kia sông. Tôi già hiên, mắt chạm phải chiếc túi vải đựng mớ đồ lỉnh kỉnh nội gói ghém mang theo vẫn còn ở đó. Nhìn quanh chẳng thấy nội đâu, tôi ra vườn, ngoài chuồng gà, dưới ao cũng không thấy bóng nội. Tôi ra sau hè, cái bồ cào vẫn còn dựng trong góc. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi lao vào nhà trong căn buồng mờ mờ tối, nội nằm im lìm như ngủ. Má tôi hay tin chạy về, cô Thỏa cũng vừa vào đến hiên. Nội tôi đi nhẹ nhàng, môi còn hé mở như chưa kịp dặn dò má tôi điều sau cuối. Bên khóe mắt những đường chỉ dọc ngang mong manh xương khói còn nheo lại như cười. Nội đã theo ông. Làng tôi đưa nội ra đồng vào một chiều mưa như chút, tiếng con chim cu vước rúc lên từng tràng dài buồn bã trên đồng chiều hoang vắng. Cô thỏa lặng lẽ đi sau cùng, gương mặt câm lặng cúi xuống như đếm từng thời khắc cuối bên nội. Mỗi chiều từ bến trở về cô lại ghé qua nhà tôi, ra vườn khẽ chạm vào gốc xoài, thành giếng, chạm vào từng cây lu mắm cá. Nội tôi vẫn dựng bên hiên, thương nhớ thẫn thờ, không còn nội, chỉ còn đất đồng điều hưu cây cỏ tôi ngơ ngác vào ra trong căn nhà vắng neo người tôi lên thành phố trọ học được nửa năm thì hay tin cô thỏa lấy chồng một cuộc hôn nhân muộn màng chồng cô người làng bên hiền lành tháo vát người đã đợi cô bao nhiêu năm dòng ngày cưới cô tôi vội vàng trở về để được nhìn thấy cô mặc áo cô dâu tôi đứng giữa đám đông lao xao nhìn mái tóc cô được cài lên một nhành hoa trắng mái tóc đã bắt đầu điểm xương khiến tôi rưng rưng. Vẫn miệng cười lún sâu một hột gạo, vẫn đôi mắt đen như mặt hồ rêu phủ nhưng giờ đã vương vất vài vệt xương răng. Trở lại thành phố, công việc cuốn tôi miệt mài, làng quê ngày một xa tít tắp. Lần nào về tôi cũng nghe má kể chuyện. Chuyện cô Thỏa lấy chồng giờ không còn ra bến, chỉ ở nhà phụ chồng quản lý xưởng mây tre chuyện vợ chồng cô khấm khá và êm ấm với đứa con gái lên ba những ngày cuối năm thành phố tấp nập những chuyến xe đi về tôi cũng nôn nao dãy nhà trọ vắng hoe gió lạnh chợt len lỏi về trên phố len cả vào con ngõ nhỏ dâm gian tiếng lanh canh cụng ly trong bữa tiệc cuối năm thoảng trong ngõ mùi mứt gừng nhà ai đương sôi thơm lừng hơn bao giờ tôi thèm không khí gia đình thèm được nhìn thấy nội tôi vào ra soạn sửa mâm cúng ngày cuối năm. Về đến đầu ngõ đã nghe trong gió mùi bánh nếp nhà ai vừa dã Mảnh vườn thanh thang vắng từ ngày nội đi. Bên hiên hai chậu vạn thọ vàng rực. Má tôi ngồi trụm thêm củi vô nổi bánh tép nghi ngút khói. Kể chuyện cô thỏa vừa qua nhà chiều nay. Đem bao bánh mẹ cô tự tay làm cúng ông bà. Rồi quay qua chỉ hai chậu hoa, cô thỏa mua đó, cô nói nội con ưng mùi vạn thọ không chi bằng. Tôi ra sông, chợt nhớ cô thỏa hơn bao giờ. Tôi hồn hển chạy ngược luồng gió, nghe từng lớp nước táp và triền sông ì oạt, tiếng lóc bóc vỗ vào mạn thuyền làm vỡ không gian đang tĩnh. Bóng ai như cô thỏa đang vùi mặt vào mớ tóc trải dài trên cỏ giữa cơn gió loanh loang. Tôi chợt nhận ra, dòng chảy của sông giờ đã khác xưa đã ăn mòn đôi bờ nên sông càng mênh mang, thăm thẳm. Lem về đó sao? Không ngẩng lên nhìn tôi. Tiếng cô bạt đi trong tiếng gió chiều vụt về trên sông chấp chới. Sao giờ này cô còn ở đây? Tôi nghe lòng quặn lên nỗi niềm thương khôn cùng khi nhìn cô chơ vơ giữa một triển hoa tím trong chiều tắt nắng. Cô thỏa đưa tay chỉ qua bên kia sông, Lem có nhìn thấy gì không? Trong dáng chiều, mớ lục bình lững thững trôi về dưới vệt nắng cuối ngày đang hắt lên những quầng mây cam đỏ sáng bừng phản chiếu xuống mặt sông như những dải lụa đào rực rỡ tiếng cô thầm thì bao năm nay đêm giao thừa nào chú nở cũng về ủa con có thấy đâu ngày còn nội đêm giao thừa con luôn thức soạn mâm cúng với nội mà tôi ngơ ngác cô thỏa cốc yêu vào đầu tôi chú nở về trong đám mây đẹp nhất kia. Cô chỉ lên nền trời cao vời vợi. Trên đó từng tầng mây rực rỡ kéo về. Mắt cô chấp chới. Dạng rỡ như chợt thấy chú tôi vừa thoáng qua. Bốn bể thinh lặng. Tôi nghe từ lồng ngực cô trái tim đang khe khẽ đập. Về thôi con. Cô nắm tay tôi chậm chậm đi trên con đường dầm chan màu hoa tím. Lặng lẽ nhìn qua tôi nhận ra trên gương mặt mơ màng và kín đáo kia một đôi mắt vẫn thăm thẳm dưới cặp lông mày vòng nguyệt như nét vẽ. Từ cuối sông, một cánh chim bìm bịp đơn lẻ trao nghiêng, miệng ngậm mớ cỏ khô bay về. Đêm xe lạnh, mưa xuân lất phất liêu siêu trên mái. Ngoài sân, mùi vạn thọ thoang thoảng lẫn trong mùi nhang má vừa thắp lên, ấm sực tôi cuộn trong chăn nghe ngoài hiên như có tiếng chân mơ hồ lẫn vào gió như có như không tiếng chân người rón rén đi về thật khẽ tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn mang tên chiếc vòng tay kỳ lạ tác giả nông quốc lập thằng ngân văn pao có một chiếc vòng tay được làm bằng chất liệu đặc biệt nó nói chiếc lắc tay này tự tay nó rèn từ một cục sắt được thả xuống từ trên trời gọi là vòng tay nhưng chẳng bao giờ đeo nó ở cổ tay mà đeo tận khúc tay sát nách chỉ có thằng bạn thân lắm là tôi pao mới cho xem chiếc vòng tay quý hiếm và nói cho tôi biết vì sao mà pao có được nó dưới hàng hàn hàng tỷ hạt ánh sáng mặt trời chiếc vòng phát ra ánh hào quang lấp loá một thứ ánh sáng không óng ánh như vàng nhưng lấp lánh hơn bạc. Nó không đỏ như đồng nhưng lại đỏ hồng hơn cả đồng. Nó là hợp chất gì thì ngay cả ông Kiều Kim Trọng Tổng Giám đốc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Kim Tinh cũng không biết được. Bỏ chiếc vòng vào lửa nung ba ngày không tan chảy. Để dưới trời mưa cả tháng trời không có dấu hiệu gì xét. Cho vào axit vẫn một màu lấp lánh. Đem vào ngăn đá tủ lạnh vòng vẫn phát ra ánh sáng nhiệt độ không thay đổi luôn giữ ở mức 25 độ C. Nhiều người nói đó là đồ vật của người ngoài hành tinh. Một chiếc vòng như vậy chỉ có ở những bộ phim giả tưởng không có thật trên trần đời. Thấy tôi có vẻ không tin. Bao mặc kệ. Nó nói cái vòng của nó đang sở hữu kia của người ngoài hành tinh cũng được. Của trời cũng được. Miễn là khi đeo nó vào sẽ không phải lo sợ hiểm nguy đến với mình đeo thứ này và dẫu có nhảy vào trong lửa cũng không sợ bị cháy. đi xuống nước không lo bị chết chìm. đeo chiếc vòng trong người thì ngay cả viên đạn, mũi tên cũng tự tìm đường tránh. vàng bạc, kim cương quý thật đấy nhưng liệu có tránh được đạn, ngăn không cho lửa cháy vào thân không. rồi pao nói giả dụ có người nào đó đem cả gánh kim cương, dương vàng, hòm bạc đến đổi lấy chiếc vòng tay pao cũng không chịu đổi tôi không biết những lời nói của bao có thật không, tôi không biết mình có nên tin những lời bao nói. tôi là một cựu chiến binh, một tên thương binh hạng một trên bốn, trong người tôi còn hàng chục mảnh đạn găm đầy trong lồng ngực, bắp tay, xương chân, hộp sọ. mỗi khi trái trời, toàn thân tôi như có hàng chục cái móng tay cào cấu, lồi kéo đau nhức không tài nào chịu được. tôi đã chết đi sống lại vì khói lửa chiến tranh những trận đánh rằng co ở thành cổ Quảng Trị. Tôi là người may mắn sống sót trong vô vàn đồng đội đã ngã xuống vì chính nghĩa dưới lớp cỏ xanh và màu đất nhuốm đỏ máu người. Nhưng Pao thì sao? Pao cũng đã trải qua hàng chục trận đánh lớn. Cả đại đội Pao lúc giải phóng chỉ còn lại đúng năm người. Bốn người còn lại đều là thương binh nặng, đều là những người đã mất đi trên 81% sức khỏe. Chỉ có Pao là người lành lặn ngay cả một viên đạn sượt qua da cũng không có. Bao không phải là người ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Trong trận chiến đấu nào nó cũng là người đứng hàng tiên phong, sẵn sàng xông lên phía trước để nhận lấy thuận lợi về phía mình. Nòng của khẩu súng bao cầm nóng lên vì đạn. Phía đối diện đã có hàng chục hàng trăm người ngã xuống vì trúng đạn của khẩu súng trường mà nó coi là vật bất ly thân thứ hai pao hùng hồn nói với những người trong cùng tiểu đội súng còn người còn người mất nhưng súng vẫn còn có người hỏi người mất rồi sao súng lại còn pao lý giải người đi trước ngã xuống người đi sau lại cầm súng lên chiến đấu với quân thủ như thế súng làm sao mất được như thế mới giành được thắng lợi chứ có phải pao là thánh thần mà đạn cối luôn tìm cách lảng tránh giả như pao không phải là thánh thần thì ít ra cũng có thành thần luôn đồng hành cùng nó mỗi bước đi khi gặp hiểm nguy đều có thể biến nguy thành an khi không có thứ máy móc nào có thể phân tích lý giải một người trần như tôi chỉ có thể giải thích như vậy sau này có dịp ngồi ôn chuyện cũ tôi hỏi pao khi đó đang nắm trong tay chiếc vòng kỳ lạ kia nên không sợ hiểm nguy cứ thế xông vào nơi ác liệt mà không lo bị chết nhưng pao trả lời Chiến tranh là con người giết chết con người, loài người tàn sát loài người, dân tộc này giết hại dân tộc kia, chủng tộc này tiêu diệt chủng tộc kia. Dù có khác nhau về màu da, mái tóc, ngôn ngữ, tín ngưỡng, tôn giáo nhưng đều chung dòng máu đỏ. Là người ai cũng có cha có mẹ mình giết họ thì người làm cha làm mẹ đang ở điểm nào đó trên địa cầu sẽ vĩnh vĩnh mất đi người con mà họ mang nặng đẻ đau nuôi lớn khôn nhưng nếu mình không giết họ thì mình cũng bị chết mà trong khói lửa đâu cho phép con người ta suy nghĩ nhiều biết đâu họ có mặt trên đất nước này cầm súng hướng vào đồng loại là một việc bất đắc dĩ bản thân họ không thể quyết định được việc làm của họ cũng nên nếu có nhiều thời gian để suy nghĩ tính toán thì chiến tranh phi nghĩa và chính nghĩa cũng khó phân biệt được danh giới chính xác. Nhưng đối diện với cái chết có thể sẽ đến trong giây lát bào không được phép phân tán tư tưởng. Mắt không được nhắm, tai không được ngĩnh ngãng. Giả mù giả điếc là cầm ngay cái chết rồi. Vì vậy thấy địch là bao nhà đạn. Phía đối diện có người gục trên bãi cỏ xanh hôi tanh mùi máu trộn cùng thuốc súng. Và họ chết. Lại chết pao chẳng biết những việc mình làm là nhân đạo có nên làm hay không người xưa nói bàn tay đã nhuốm máu thì không thể nào có thể rửa sạch được cho đến khi nhận danh hiệu anh hùng pao không vui không buồn để có được danh hiệu này pao đã giết chết rất nhiều người đếm không nổi nữa nếu đem máu của những người dính phải đạn của pao về tắm có lẽ cả năm pao cũng không tắm hết được nếu đổi vị trí mẹ pao cho mẹ của những người bị pao giết chết kia không biết tâm trạng mẹ sẽ thế nào pao chẳng dám nghĩ nữa trong chiến trường chỉ lần lơ đễnh dù chỉ một giây thôi một viên đạn sẽ lấy đi tính mạng của con người còn có ít khẩu súng còn có ít những viên đạn hướng về phía pao nữa sao nhưng những viên đạn dường như có mắt đều tránh pao để mà đi những khẩu súng khi lấy pao làm mục tiêu bóp đều bị hóc đạn có lần có một cái bom tấn được thả xuống giữa lúc Pao và đồng đội đang hành quân. Pao là người gần quả bom nhất. Mọi người đồng loạt nằm xuống, nắm chắc cái chết sẽ đến ngay trong chốc lát. Nhưng thật kỳ lạ quả bom đã không nổ. Cả bọn ôm nhau cười phớ lỡ vì mới thoát chết trong gang tấc. Họ cảm thấy kỳ lạ, nhưng không ai có thể giải thích nổi. Tại sao họ lại gặp những quả bom bị tịt trên đường hành quân? và trong một số trận đánh ác liệt. Sao sao sao, trong làng cánh phượng ba mẹ con bà quá hồng bị người làng khinh ra mặt. Mà ở cái làng này cũng đến lạ, cứ mẹ con quá bụa là bị người làng coi thường. Bà quá không được nhờ người đàn ông đến giúp sửa mái ngói. Chặt cái cây về làm kèo làm duôi lập nhà vì sợ người đời nói quá chồng thèm mùi đàn ông, tìm đủ mọi cách quyến rũ chồng của người khác. Bà quá cũng không đi lên rừng, lên nương cùng với những bà có chồng còn đang sống tự nhiên vậy chỉ có những chuyện phải đi làm cùng mới đành chịu bởi vậy từ chuyện chặt cây đốn củi lợp mái nhà một mình mẹ tự làm mẹ không dám nhờ cậy ai con đang còn nhỏ mọi việc nặng nhẹ đều một mình mẹ đảm nhận có lẽ mọi sức nặng dồn trên vai thân xác mẹ gầy như con đa dưới nước hồ thu da mẹ đen sạm vì ánh nắng vì lo toan đủ bề. Da mặt của mẹ không còn căng như mùa đông năm trước. Nhưng mẹ không kêu ca một lời. Mẹ làm lầm lũi như con trâu nái kéo cày. Trâu nái kéo cày khi mệt còn ngước mắt nhìn chủ. Muốn nói cày mệt rồi nghỉ thôi. Còn mẹ mệt mẹ chỉ nghỉ tay và nhìn hai người con chiều mến. Mẹ bảo mẹ nhìn hai đứa con hồn nhiên lớn lên từng ngày là mẹ khỏe lại liền. Nhà rách hai bên mặt trước mặt sau nhưng mái không bị rột. Thấy mẹ không cam chịu trước việc lớn nào, một số người trong làng tỏ ra hằn học khó chịu. Họ thản nhiên để trâu bò dẫm nát đậu đỗ, phá hoại ngô, lúa nhà Pao. Nhìn đám ngô bị trâu bò phá hoại, mẹ Pao vẫn không lớn tiếng chửi đồng như các bà bán tôm bán cá ở phố chợ Ngọc Xuân. Mẹ nói với Pao: những người ăn ở không có nhân có đức rồi sẽ bị phạ hăn bân giáo. Sự trừng phạt của ông trời không giống như người ta ném tém danh cũ xuống mặt đất đâu. Đời này không thấy, đời con đời cháu phải gánh chịu con ạ. À. Nhưng mẹ con Pao càng nín nhịn thì người làng lại càng được nước làm tới. Họ xem mẹ con Pao như cây cỏ mềm như lớp đất dưới chân muốn dẫm, xéo nát thế nào cũng được. Pao có đám ruộng cạnh mương nước dẫn về cuối cánh đồng, tháng chín cánh đồng lúa ngà vàng chín rộ mọi năm vào mùa thu không còn những cơn mưa to ngập trắng cánh đồng nước mỏ nước suối cũng dần cạn những vũng nước còn sót lại là nơi trú ngụ của loài cá chê cá chuối con nào con nấy thịt béo tròn rừng mỡ những tường trời bắt đầu hành khô để bà con nông dân yên tâm gặt hái mùa vàng thu dơm về làm thức ăn dự trữ cho châu bò mùa đông mưa phùn bão tuyết một cơn mưa to chưa từng thấy ở làng vào tháng 9 âm lịch. Nước dâng, đồi lở, đá lăn, đường sụt lún, những cái cây bị bật gốc bị gió bẫng đi xa hàng trăm mét. Lối đi tràn ngập cành cây, đâu đầu cũng một màu rắc rưởi nào lá cây, túi ni lông và hàng trăm hàng ngàn thứ bà lằng nhằng khác. Ba tháng trước bà con làng trên xóm dưới mong một cơn mưa to như trẻ thơ đói sữa mẹ mà trời không chút động lòng thương nếu có những trận mưa rào như thế người dân cốc dày, nằm dọi đâu đến nỗi bỏ ruộng để loài cỏ hoang mọc um tùm chẳng khác nào như ruộng vô chủ. chỉ có làng cánh phượng đầu nguồn nước là làm được gần hết, chỉ có mấy đám ruộng quá xa nguồn nước là bị bỏ hoang. để có nước làm ruộng người ta thi nhau dựng lán ở cạnh mương thay nhau túc trực cả ngày lẫn đêm. người ta thi nhau dựng lán canh nước chẳng khác gì canh giặc giã đến làng phá hoại bắt bớ khi xưa nước dâng lên được góc nào người ta đem trâu ra bừa góc ấy. Nhiều người ngao ngán thốt lên rằng làm ruộng năm nay chẳng khác nào như nghiền mực để viết chữ vậy. Mỗi năm là một vụ, bà con mong manh canh nước nhà trời. Ngày nối ngày trôi qua, khi có nước thì cấy lúa cũng đã muộn, trồng ngô cũng không kịp thời vụ. Giờ nhìn nước ngập lênh láng khắp nơi, bà con nông dân tiếc lắm giá như có cái gì đó có thể đựng nước được nhất định sẽ đựng để mùa sau làm ruộng cho sớm những người không cấy được lúa tiếc những giọt nước được ông trời ném xuống nhân gian những người có ruộng lúa chín lại không mong trời mưa thối trời bại đất vào lúc vàng rơi xuống cánh đồng mẹ con pao chỉ mong trời nắng để gặt hái được thuận lợi rơm không bị ướt hai phiên chợ trước mẹ pao đã làm mương cho nước rút hết trên mặt ruộng đã xuất hiện những vết nứt chi chít thế này thì không phải gặt lúa trong nước rồi mẹ pao thầm nghĩ vậy mà lại có trận mưa to chưa từng thấy này mẹ đang ngăn không cho nước vào ruộng nhưng kẻ tâm địa đen tối nào đã dùng xẻng mở một lối to toàn bộ nước có trong mương theo lối mở toang hoác đổ dồn vào ruộng dưới sức ép của nước những cây lúa đang ngả màu vàng đồng loạt đổ rạp sáng hôm sau khi ông trời ngừng mưa mẹ bao ra thăm đám ruộng. Trước mắt mẹ, những cây lúa chín vàng hôm qua hãy còn đứng thẳng nay đã nằm trên mặt đất, chỉ còn vài cây phất phơ chớ với như thể đang cầu cứu. Ở chính giữa luồng nước lớn, những cây lúa đang trở trên mình, bông lúa thơm chiếu hạt bị rác rưởi vùi lấp một cách thảm thương. Ôi đám ruộng của tôi! Mẹ bao gào lên trong tuyệt vọng thế thì người ta đã giết ba mẹ con bà không dùng dao rồi cả gia đình bà chỉ trông vào đám ruộng này thôi nhớ lại khi làm đất đám ruộng này bà đã phải nhường nhịn hết lượt dù là ruộng đầu nguồn cạnh mương mà không làm sớm hơn người ta dựng lều canh nước đó nhưng chỉ vắng mặt bà một lát là người làng bịt kín nước không cho vào ruộng khiến những chỗ nước ngập trước lại khô khát nước rút rồi lại lên ngập lối cày cái điệp khúc đó lặp đi lặp lại ba bốn lần bà mới bừa cấy được đám ruộng 18 gánh thóc này. Khi hạn chẳng ai mở lối nước cho vào ruộng, khi nước đầy người người thi nhau mở nước vào ruộng bà. Người ta coi đám ruộng của mẹ con Pao là cái túi đựng nước lũ không bằng. Bờ ruộng cũng đã nhiều lần bị đổ xuống đám ruộng người hàng xóm bên dưới người có đám ruộng ở dưới được lấn thêm tí đất không cảm ơn mà còn quay sang chửi gia đình pao làm đất lấp đi những cây lúa của họ mẹ pao không còn nhớ đám ruộng này đã phải chịu bao nhiêu trận lũ nữa chỉ biết rằng mấy năm sau khi bố thằng pao chết đám ruộng này đã dày lên hai gang tay rồi cứ đà này chỉ trong mấy năm nữa thôi đám ruộng của bà sẽ cao hơn mương không dẫn nước vào được nữa một đám ruộng tốt sẽ biến thành nương không còn khả năng cấy lúa ba mẹ con sẽ đói, mẹ tao lo lắng thật sự, mẹ chỉ mong tao lớn nhanh, nhà có người con trai sẽ không còn ai dám khinh thường ra mặt, đấy là những năm sau này. Nhưng bây giờ, năm nay bà và hai con có nguy cơ bị đói khát hành hạ, bà ăn ở ác với ai đâu, bà đã lớn tiếng chửi ai bao giờ đâu, bà đã nhường nhịn còn ít lắm sao? việc nhường nhịn của bà chưa đủ lòng thành để người làng thương xót nhưng rồi sau này mẹ pao cay đắng nhận ra rằng ở làng cánh phượng này những hộ dân liên kết với nhau như phân của loài dê người ăn nên làm ra bị người khác đố kỵ người làm không đủ ăn thì bị coi khinh càng nhường nhịn càng bị người ta ép tới đường cùng và lúc này đây gia đình pao đang bị chính những người được gọi là hàng xóm đang triệt đi đường sống mẹ pao không còn nhịn nhục được nữa mẹ tao đã nhịn quá đủ rồi mẹ đem theo cái bực của người bất lực về nhà mẹ lục trong tủ bàn lấy giấy bàn ra cắt một mớ tiền giấy sau đó mẹ đi xuống bếp lấy bó hương từ trên gác bếp xuống châm lửa rồi mẹ ra sân trước cửa nhà chia bó hương đang rực cháy thắp đều bốn hướng mẹ đứng vào giữa hai chân quỳ xuống cúi đầu vái bốn phương mỗi phương ba lạy sau đó mẹ mặt ngẩng lên trời khấn con xin cúi lạy trời cao, con xin cúi lạy các vị thần linh trên trời. Xin trời cao cho con hỏi trời cao có mắt hay không? Con không hại người bao giờ. Tại sao người ta lại luôn hãm hại mẹ quá con côi thế này? Nhìn đám ruộng của con bị người ác nào đó xẻ bờ mương cho no nước lòng con dối bời đau điếng. Con một đời kham khổ lam lũ không sợ đói rét, nhưng các con của con chúng nó còn nhỏ không thể đói khát mà ảnh hưởng đến học tập. Nếu như trời cao có mắt xin hãy nhìn thấu hoàn cảnh của ba mẹ con con mà ra tay trừng phạt kẻ tâm địa đen tối nào đó. Con xin cúi lạy trời cao. Nói xong mẹ bao cúi lạy hướng đông ba lạy rồi đốt mỡ tiền giấy. Ngọn lửa sáng bùng lên. Tiền vừa cháy xong thì bất chợt một cơn gió ập đến cuốn đi tàn cho bay lên không trung bầu trời đang quang mây bỗng từ bốn phía mây đen vần vũ. Mặt đất như tối sầm lại. Sấm chớp đùng đoàn xé toang bầu yên tĩnh. Những tia chớp hình lưỡi liềm quăng xuống vu vơ trên đỉnh núi cao. Kèm theo đó là tiếng nổ làm nhiều người thoát tim. Rồi một luồng sáng chớp nhoáng xuống bụi mai gần đường cùng tiếng nổ nhức óc những người hàng xóm. Thằng khui bị xét đánh chết rồi. Có ai đó nói vậy, chuyện thằng khui bị xét đánh chết chẳng mấy chốc người làng đều biết cả. ở cái làng này từ xa xưa đã có lệ, người bị xét đánh chết không được làm ma chay, người nhà cho vào áo quan và chôn ngay trong nhà dưới gầm nhà sàn. người ta nói xương cốt của người bị thần xét đánh chết có tác dụng chữa bách bệnh, nhất là bệnh kiết lỵ, đi ngoài ra phân đỏ chỉ cần đem xương người chết vì thần sấm sét đem vào lửa nung thành cho đem nghiền với nước cho người bệnh uống là đảm bảo khỏi bệnh ngay tức thì. Chẳng biết có hiệu quả thật hay không. Nhưng thiên hạ người ta cứ đồn ầm lên như thế khiến những người thân trong vùng có người nhà bị chết không dám đem xác người xấu số ra nghĩa địa chôn chung mà phải chôn ngay dưới sàn nhà vì sợ người ta đào mồ lấy đi xương cốt làm thuốc trị bệnh để tránh người trong thiên hạ săn lùng việc tìm kiếm xương người bị xét đánh chết người thân của họ còn phải làm những ngôi mộ giả hòng qua mắt những kẻ mù quáng người nhà chú khui luôn canh giữ mộ phần nhưng không biết bằng cách nào kẻ trộm vẫn đào được mộ chú khui lấy đi toàn bộ xương cốt để điều chế thuốc trị những căn bệnh nguy hiểm mà giới y học đang bó tay Tao không quan tâm đến chuyện chú khui được chôn ở đâu cũng chẳng thèm đến chuyện lấy xương cốt của chú ấy về làm thuốc dự trữ phòng khi sau này có khi có thể dùng tới. bao chỉ quan tâm đến chuyện làm thế nào để lấy được cái vòng khoan phạ mà thôi. lúc còn sống ba đã dặn bao cách hay để tìm được vòng khoan phạ rồi. bao rất sợ ma, nhưng lúc này bao gạt đi mọi nỗi sợ kể cận, lấy lòng can đảm để có được cái mà pa mong muốn cả đời mà không sao có được pao đến rìa núi ngắt lấy một lá cây tong phục to như cái chút xà nó dò dẫm trong bóng đêm để đi tới chỗ chú khui bị thần xét đánh chết sau khi xem kỹ những dấu tích còn lại trên mặt đất pao nín thở dùng hai tay úp ngược lá cây tong phục xuống để tránh lá tong phục bị gió làm bay lật lên pao còn rúng bốn hòn đá đẻ bốn góc ở bốn hướng pao cúi lại ba lại rồi quay gót về nhà lấy khoan phả không dễ dàng biết cách lấy thôi chưa đủ mà phải có duyên nữa mới được. Quan phả không dễ lộ diện trên mặt đất. Hoặc giả dù nó có nổi trên mặt đất nhưng người không có duyên cũng không nhìn thấy được. Đêm về khuya, từng đợt gió thổi vô định. Bảo nghe trong làn gió thu có mang theo màu rét mướt. Bước chân ra ngoài sàn, bầu trời một màu đen sẫm. Không một vì sao, không một tiếng chim, không một tiếng côn trùng, một đêm tĩnh lặng đến kỳ lạ. Sương rơi mỗi lúc một nặng. Đúng 10 phút đầu tóc Pao đã ướt dính vì những giọt sương mềm mại thanh khiết. Trong lòng Pao có cảm giác bồn chồn. Không biết mình có phải là người có duyên có được cái vòng khoan phạ linh thiêng huyền bí như lời pa nói. Pao bước đi bước lại trên sàn nhà. Đầu óc không thể tập trung suy nghĩ sâu được một vấn đề cụ thể. Gai góc nào đó đi đi lại lại chán rồi bao mới trở lại giường nằm. Bao cố chợp mắt nhưng cơn buồn ngủ giường như còn ở đâu đó rất xa. Chẳng mấy chốc tiếng con gà rừng gáy tí te vọng lại xa xa. Phải khá lâu sau lũ gà bản mới thi nhau vỗ cánh thi nhau gáy gọi bình minh. Hết lật sang trái bao trở mình trở sang phải nhưng vẫn không ngủ được. Đợi thêm một lúc, ánh sáng nhờ nhờ đã ghé vào chiếc cửa sổ to bằng cái quạt làm từ vỏ măng tre thời điểm đến rồi. Tao không còn đợi thêm được nữa. Nó lặng lẽ dậy ra khỏi giường, khẽ mở cánh cửa ra đi. Một thân hình mảnh khảnh đi thoăn thoát nhập nhòa trong ánh sáng nhờ nhợ trước khi bình minh thức giấc. Lát sau, Ngân Văn Bao đã đến chỗ úp lá cây tong phục. Nó chắp hai tay trước ngực cúi rụp mình lạy trời, nhẹ nhàng nhặt bốn hòn đá đẻ ở bốn góc lá. Tay phải nó cầm cuống lá nhấc bổng lên, nó suýt thốt lên nhưng liền kịp ngăn cơn cảm xúc lại. Khi lá tong phục vừa nhấc khỏi mặt đất, nó không tin vào mắt mình. Trước mặt nó là một chiếc vòng tay to như ngón tay út. Chiếc vòng tay đang phát ra một luồng hào quang lung linh huyền ảo. Nó cúi xuống nhặt chiếc vòng tay lên, giơ cánh tay trái ra luồn chiếc vòng vào tận bắp tay kể với nách. Bao vội lôi cánh tay áo xuống tận cổ tay rồi đóng cúc lại chiếc vòng ôm vừa vặn bắp tay của nó. Dường như chiếc vòng này được làm ra chỉ dành riêng cho mình bao. Chiếc vòng ôm vừa vặn, cho lên thêm tí nữa không được, tháo ra cũng không. Đeo được chiếc vòng vào người tự nhiên nó có một cảm giác rất kỳ lạ. Dường như mọi giác quan trong con người nó đều đang cùng lúc trỗi dậy. Nó thật sự không biết phải tả cảm giác của nó vào lúc này. Có được cái vòng khoan phạ là chuyện ngoài sức tưởng tượng của nó. Ba ơi con đã có được cái mà ba mong muốn bấy lâu nay rồi. Nó thầm gọi ba nó đang theo dõi nó từ trên trời cao kia. Về đi thứ này không thể để người khác nhìn thấy. Có tiếng ai đó nói với nó. Nó ngoảnh nhìn trước nhìn sau nhưng không thấy một bóng người. Giờ này thì làm gì có người chứ? Mọi người đang cơn say trước bình minh tiếng của ba hay tiếng lòng của nó từ trong sâu thẳm đang dục nó phải nhanh chóng về nhà. Nó đứng lên. Trước khi quay gót nó quay lại nhìn cái chỗ ông thiên lôi đã thả vòng khoan phạ để trừng phạt một kẻ chuyên làm điều ác. Nó cúi tạ một lần nữa mới đi nhanh về nhà. Chiếc vòng kỳ lạ mà ông có được được lấy về như vậy sao? Tôi hỏi Pao. Đúng vậy. Chiếc vòng này chứa đựng những xúc cảm của con người mà. Sao lại nói như vậy? không đúng à nếu mẹ mình không quá uất ức cầu khấn trời xanh thì làm gì có chuyện xét đánh chết chú khui mà không có chuyện xét đánh chết người thì làm gì có được chiếc vòng này chiếc vòng tay này là tổng hợp của cái thiện và cái ác đấy ông luôn đem theo cái vòng này từ khi có được nó phải mà cả lúc trong chiến trường bởi thế tôi mới tránh được bom đạn chứ nếu không có chiếc vòng này thì tôi chắc cũng không thể sống được đến ngày toàn thắng rồi ông quả là một người có nhiều may mắn tôi nói tôi cũng cho là vậy tôi tiếc là không để đem cái niềm may mắn mà tôi có được san sẻ cho những đồng đội của tôi chia được may mắn cho nhiều người sẽ không có nhiều người bị vùi xác nơi rừng thiêng núi hiểm tôi biết đó chỉ có thể giải thích là bởi số phận mà đã là số phận thì làm sao tránh được nhưng tại sao ông lại đem bí mật chiếc vòng cho tôi biết? Trong khi ngay cả vợ con ông cũng không hề biết có một chiếc vòng kỳ lạ và những may mắn lạ kỳ luôn đến với ông. Bởi ông không chỉ là bạn tốt, là ân nhân mà còn là người thân của tôi nữa. Thế vợ con ông không phải là những người thân với ông sao? Phải họ là những người thân của tôi. Nhưng ông còn thân hơn. Nói ông không hiểu được đâu. Tôi là người đã cứu sống bao. Pao luôn nhớ điều đó. Pao và tôi là đồng đội cùng vai phải lứa không Pao đã nhận tôi làm ba rồi. Một người cứu được người từ cõi chết trở về xứng đáng làm Pao quá rồi. Nhưng Pao không thể gọi tôi là ba, không thể nhận tôi là ba. Và tôi cũng không thể nhận Pao làm con nuôi. Điều đó sẽ làm cả hai chúng tôi cảm thấy khó xử, khó đối mặt với nhau được. Tôi đã tiếp máu cho Pao khi nó bị chảy máu dạ dày cấp tính pa pao nó trước khi qua đời nói với pao khi một người không ngần ngại bỏ máu ra cứu mình mà không tính toán hơn thiệt đích thị là một người bạn tốt máu của bạn hòa vào máu của mình mình và bạn là những người hòa hợp máu chảy trong cơ thể khi đó người bạn có thể đeo được chiếc vòng kỳ lạ vào người người bạn đó có quyền được biết bí mật mà mình đang nắm giữ pao muốn san sẻ điều may mắn cho tôi nhưng tôi gạt đi chiếc vòng tròn tượng trưng cho sự hoàn mỹ phàm là cái gì tròn trịa cũng đều mang ý nghĩa tốt đẹp đem chiếc vòng cắt làm hai mảnh há chẳng phải làm nó mất đi sự toàn vẹn vốn có sao hơn nữa tôi cũng không còn sống được bao nhiêu nữa thì còn cần đến nửa chiếc vòng làm gì bây giờ đã là thời bình bình không còn đối mặt với mũi tên hàn đạn nơi trận chiến nữa mà đeo chiếc vòng vào để đạn nhìn thấy mà né tránh chiếc vòng chỉ hợp với người có duyên có phúc không thể truyền lại cho con cháu thế thì tôi lấy chiếc vòng để làm gì? Đeo chiếc vòng kia vào đâu thể giúp tôi tránh được những cơn đau hành hạ mỗi khi trái gió trở trời. Từ đấy Pao không bao giờ nhắc đến việc chia một nửa chiếc khoan phạ cho tôi nữa. Cho đến một hôm thằng trà, con trai tôi nhận được điện thoại của cháu Tùng báo bố nó đã chết. Tôi nằm trên giường bệnh không thể đến gặp mặt người bạn tốt, đồng đội mình lần cuối cùng. Thằng trà đi viếng bác Pao từ đám tang trở về trả vào bên giường bệnh nói với bố bố ạ à, bác pao có một chiếc vòng đeo ở bắp tay cạnh nách chiếc vòng đẹp lắm mấy thằng con bác pao muốn tháo ra để làm vật kỷ niệm nhưng làm cách nào cũng không thể nào tháo ra khỏi cánh tay của bác ấy được chiếc vòng như mọc dễ bám sâu vào da thịt vào xương của bác pao bố ạ à. thế à thế con có biết cái vòng đó làm bằng gì không con không biết nó chẳng phải vàng, chẳng phải bạc, chẳng phải kim cương, Con nghe hai thằng con bác bao nói hình như chiếc vòng đó là cái vòng khoan phạ, nhưng vòng khoan phạ con chỉ nghe nói chứ chưa hề nhìn thấy bao giờ. có chuyện đó thật sao? thật chứ bố? còn có chuyện kỳ lạ nữa bố ạ. À? chuyện gì thế? bình thường người chết sau vài canh giờ đã cứng đờ, da rẻ lạnh ngay, nhưng bác bao thì lại khác bác ấy chết được một ngày mới đem vào quan tài vậy mà khi đem bác ấy vào quan tài ra rẻ bác ấy vẫn hồng hào chân tay vẫn dẻo dai như người đang ngủ say giấc vậy thế à chuyện này lạ quá có lẽ là nhờ bác ấy đeo vòng khoan phạ rồi tôi thầm nói bố nói vòng khoan phạ nào bố cũng biết bác bao có chiếc vòng khoan phạ thật sao chà sốt sắng hỏi bố không làm sao bố biết bác ấy có thứ gì chứ? Có lẽ bác ấy là người đặc biệt nên sau vài ngày cơ thể mới tái xám, đông cứng con ạ. À. Bố nói thế nào ấy? Làm gì có chuyện người chết sau hai ba ngày ra thịt mới tái xám đông cứng chứ? Lúc đó có mà thối giữa thì có. Con người sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi mà thôi. Ông Trịnh Công Sơn quả là trí lý khi sáng tác ca khúc đó bố cũng chỉ nghe cụ kỵ của con nói vậy chứ bố cũng không biết có đúng không nữa chuyện gì khó bố chẳng lấy người xưa ra để đỡ lời cho mình lấy lời của người đã khuất thay cho lời nói của mình theo như bố thì người xưa nói cái gì làm việc gì cũng đúng ấy con đừng cậy mình có kiến thức học cao biết rộng mà phủ nhận lại những lời của người xưa nói đất trời này vẫn luôn tồn tại những điều huyền bí mà còn phải rất lâu nữa chưa chắc giới khoa học giải thích được một cách tường tận. Triết học duy tâm, triết học duy vật hai bên công kích lẫn nhau hàng trăm năm nay rồi đã phân rõ ai hơn ai kém đâu. Vâng, con biết người xưa luôn đúng. Con còn biết bố là người luôn sùng bái ông Pở La Tông nữa. Con biết bố lại muốn tranh luận với con. Nhưng hôm nay con không muốn tranh luận với bố đâu con cảm thấy hơi mệt. Và bố chắc cũng vậy. Vậy bố nằm nghỉ đi con cũng đi nghỉ một lát đây. Chiều còn phải đi làm việc nữa. Thằng trà đi về phòng của nó rồi. Tôi nằm xuống và nghĩ miên man. Có phải tôi là con người theo trường phái duy tâm như thằng trà nói không? Từ trước tới nay, khi xử lý một vấn đề nào đó tôi đều đều dựa vào cảm tính và lý tính. Như thế nó đâu thể nói ba nó là người theo trường phái duy tâm. Tôi nghĩ ngợi một lát và cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu ấp tới. Những hình ảnh nhạt nhòa cứ hiện lên trước mắt tôi lúc sống động, khi mở khi ảo. Và đây, trước mắt tôi hình ảnh của bao lúc mở lúc ảo. Có lúc tôi thấy bao là người hùng dũng hiên ngang, đi giữa quân thù mà đi như vào chỗ không người. Có lúc tôi lại thấy bao là con người rất đỗi bình dị một cựu chiến binh an nhàn hàng ngày cầm bình tưới nước cho những giò phong lan đang nở hoa rất đẹp. Đúng là vẻ đẹp hình thể của con người chỉ là tạm thời, chỉ có vẻ đẹp của nghệ thuật là trường cửu. Không ai tránh được tuổi già và cái chết. Tôi cũng vậy, Bảo cũng vậy, cho dù nó có đeo 10 cái vòng quan phạ vào hai cánh tay cũng không thể tránh khỏi cái chết đến với mình được. Cho đến một ngày mộ bao bị kẻ xấu đào trộm, chắc kẻ xấu đó tìm lấy cái vòng khoan phả của Pao mang theo vào quan tài. Xong kẻ trộm đã thất vọng. Nó không lấy được thứ gì trong quan tài cả. Cánh tay áo của Pao bị nhát kéo sắc lẹm cắt đến tận nách. Nhưng chẳng biết chiếc vòng kỳ lạ mà hàng ngày Pao vẫn luôn đeo không biết đã biến mất đi đâu. Tên trộm thất vọng buồn bã đậy nắp quan tài lại rồi lại lấp đất lại như cũ, nó thắp hương mong người nằm trong quan tài xá tội vì thể xác xúc phạm chỉ người có duyên mới có thể nhìn thấy khoan phạ và sử dụng được nó và tất nhiên phải dùng nó vào việc chính nghĩa thì khoan phạ mới phát huy hết giá trị thực của nó tôi vẫn nhớ lời nói của bao từ năm nào tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn mang tên bỏ lỡ tác giả linh bảo những tiếng động ồn ào bên mình làm kỳ bừng tỉnh anh không cần mở mắt nhìn cũng biết tàu đã đến một ga nào đấy hành khách đang chen trúc lên xuống và trong số đó chắc có người sẽ là bạn đồng hành của anh kỳ đã lên tàu từ ga huế và sẽ đi suốt đến sài gòn trải qua bao nhiêu ga bao nhiêu người vào căn phòng hạng nhì này cùng ngồi tàu với anh một lúc rồi lại đi có người ngồi lâu nói được vài mẩu chuyện trời mưa nắng có người kỳ tránh nhìn họ để khỏi phải bắt chuyện kỳ mong mỏi gặp một bạn đồng hành đi suốt với anh quãng đường dài này và giá hợp chuyện nữa thì sung sướng biết bao anh không nhớ hết những ai đã vào cùng ngồi với anh đầu tiên là một bà cụ già đi với cô con gái anh chưa nhìn cô em đã thẹn thò quay mặt đi nơi khác nhưng nàng nhìn trộm anh trong tấm cửa kính bà cụ nhờ anh sắp đồ đạc cẩn thận làm kỳ tưởng bà cũng đi xa như anh. Nhưng mới đến ga thứ nhất, bà đã kéo cô con, lách thức xuống tàu, vội vàng như bị ma đuổi. Kỳ không thất vọng, vì đường dài lắm, anh sẽ còn cơ hội gặp người bạn đường khác. Nhưng từ lúc ấy trở đi, bao nhiêu người lên xuống, người nào cũng chào hỏi, nhưng anh chưa cảm thấy hợp chuyện, họ đã xuống ga rồi. Mãi cho đến bây giờ, đi đã gần nửa đường, kỳ thấy hơi chán không còn hy vọng có một bạn đường vừa ý nữa anh đem báo ra đọc đọc hết cả tin tức tiểu thuyết quảng cáo lại thuộc lòng cả một tá thơ tương tư của một nữ sĩ anh hơi lạ vì thấy nữ sĩ tả hoa tương tư lá tương tư núi sông tương tư mà không thấy nói đến người tương tư không lẽ cái tương tư của con người không đáng nói Kỳ che tờ báo lên mặt, giả vờ ngủ. Anh chán nản lắm rồi. Bây giờ, bên cạnh anh ai lên xuống, ga nào, người ít nhiều, anh cũng mặc không nhìn nữa. Kỳ biết có người vào phòng anh. Trước hết, chắc là một thiếu nữ, vì nghe bước chân nhẹ nhàng và mùi nước hoa thoang thoảng. Theo sau là hai thanh niên còn trẻ lắm vì anh nghe thấy họ hành động nhanh nhẹn và nói cười có vẻ đầy nhựa sống thiếu nữ ngồi bên cạnh kỳ có lẽ nàng thấy ngồi bên cạnh người ngủ say trên mặt lại còn che một tờ báo sẽ yên ổn hơn ngồi cạnh hai chàng thanh niên có vẻ sát khí đằng đằng kia một thanh niên nói tôi đã bảo xuất hành nhằm giờ túc hỉ thế nào cũng gặp giai nhân kỳ cười thầm anh thấy mặt trận sắp được dàn ra rồi chắc thú vị lắm. Sơn cũng đồng ý với Nam, nhưng yêu cầu Nam nên nhường cho Sơn thì hơn. Vì lý do gì? Lý do thứ nhất, vé tàu của Sơn, Nam mua hộ. Lý do thứ hai, Sơn nhiều tuổi hơn Nam, kính lão đắc thọ mà. Ba la là gì? Quả nhân hữu tật. Kỳ suýt bật cười lên tiếng. Trong chốc lát, Cả một thời thanh niên trẻ trung của anh hiện ra trong ký ức. Thuở ấy, cách độ hơn 10 năm, kỳ cũng còn hăng say như hai anh chàng này và cũng đã có lần từng chế nhạo các bạn quả nhân hữu tật. Đó là câu tự thú của một ông vua ngày xưa. Quả nhân hữu tật, quả nhân hiếu sắc. Chỉ nói lên vế đầu, người ta sẽ hiểu vế thứ hai. Những người bạn ấy, có người đã sống cùng anh một thời gian khá lâu có người thỉnh thoảng còn gặp có người chỉ trông thấy vài lần rồi không bao giờ gặp lại nữa thiếu nữ chừng khó chịu vì hai chàng thanh niên nghiên cứu dung nhan kỹ quá nên cũng lấy một tờ báo che mặt như đọc có tiếng thở dài thôi chúng mình đành đọc báo vậy sơn đọc một tờ nam đọc một tờ đã có người cầm hộ nam vẫn tinh nghịch hai tờ báo nối liền nhau không biên giới thực là thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Kỳ thấy bọn họ dễ thương quá. Kỳ ao ước giá bọn họ cũng đi đến Sài Gòn, chắc anh sẽ không đến nỗi buồn lắm. Kỳ giờ tờ báo ra nhìn họ với cái nhìn đầy thiện cảm. Chắc chúng tôi làm ông mất ngủ. Kỳ mỉm cười, không sao. Có các ông ngồi cùng phòng, nói chuyện càng vui, quên được đường dài. Kỳ quay sang nhìn thiếu nữ bàn tay nàng cầm tờ báo hơi rung rung kỳ thấy tự nhiên tim mình đứng hẳn lại nốt ruồi đỏ như son trên cổ tay thiếu nữ trông quen thuộc quá chỉ có một người anh quen có nốt ruồi như thế người ấy đã đi bên cạnh anh trong một thời gian ngày xưa thời loạn ly ông xuống ga nào ạ à? kỳ trả lời như người mất hồn ga cuối cùng chúng tôi cũng thế ông cho phép chúng tôi tự giới thiệu chúng tôi là sinh viên trường đại học văn khoa ạ à. còn ông tôi được mời đi dạy cũng đại học văn khoa chắc chúng ta còn gặp nhau nhiều sơn và nam nhìn nhau kỳ thấy mình nói dối tự nhiên quá câu nói bật ra trong lúc anh vẫn còn nhìn nốt ruồi trên tay thiếu nữ anh không hiểu mình có ý định gì nhưng câu nói của anh có hiệu nghiệm ngay lập tức hai sinh viên ra dấu cho nhau và cùng sang toa khác chắc họ không muốn ngồi chung với người có thể là ông giáo của họ tàu vẫn chạy trong đêm và đêm cũng đã khuya lắm rồi nhưng kỳ không thấy buồn ngủ tí nào nữa anh nhớ đến bàn tay người bạn gái năm xưa bàn tay anh đã cầm nhiều lần không biết có phải đúng là thơ ngày xưa của anh không bàn tay gần tay anh lắm nhưng anh không dám nắm lấy bàn tay ấy không đẹp không chảy chuốt, không có móng đỏ như máu, nhọn như vuốt, giống hệt như bàn tay anh đã nắm ngày xưa, nắm một cách yêu thương tin cậy, và lòng êm dịu, bình yên, thỏa mãn như người nằm đúng vào chăn đệm và giường của mình trong một đêm rét mướt mưa bão. Kỳ vừa ao ước nàng là thơ, vừa mong không phải. Nếu không phải, chắc anh sẽ bâng khuâng mất vài hôm rồi lại đâu vào đấy nhưng nếu nàng là thơ thật tình thì sao trong chốc lát kỳ thấy trong tim mình như định ra một biên giới đây là tình yêu vợ yêu con đây là tình như nước sông nước suối nước thác mỗi dòng nước có một con đường riêng không hề xâm phạm đến nhau nhưng tất cả đều đổ về lòng bể là anh nếu đúng là thơ anh sẽ không để cho nàng đi thoáng qua như những người bạn đường kia nữa nàng sẽ ở bên anh mãi mãi và sẽ đi cùng anh đến ga cuối cùng của cuộc hành trình cũng như đến ngày cuối cùng của cuộc đời thiếu nữ hình như ngủ say nàng bỏ rơi tờ báo xuống đầu nghiêng về một bên kỳ thấy lạnh hẳn cả người đúng là thơ ngày xưa rồi hình bóng thơ nằm yên lặng trong tâm hồn suốt bao nhiêu năm trời bây giờ hiện ra trước mắt anh bằng xương bằng thịt thơ già dặn hơn nhưng những nét vẫn là thơ ngày xưa mi mắt thơ tuy nhắm nhưng lòng mắt bên trong rung rung nếu thơ ngủ thật chắc nàng đang mơ một giấc mơ buồn nét mặt thơ cố đè nén một cảm xúc gì kỳ thế muốn để đầu thơ ghé vào vai mình như thế chắc thơ sẽ dựa êm ái hơn ngủ ngon hơn và không thể nào mơ những giấc mơ ghê sợ nữa mí mắt thơ bỗng rung động mạnh và hai giọt nước mắt chảy ra đem theo cả một dòng lan tràn trên má thôi thơ không hề ngủ tí nào cả nàng chỉ giả vờ ngủ để kéo dài thời gian trước phút nhìn được nhau chắc thơ cũng đã nhận được ra anh lâu rồi thơ chỉ nghe giọng anh nói cũng như anh chỉ nhìn bàn tay cũng biết được nhau lần này kỳ quả quyết lắm anh nhất định nắm lấy tay thơ rồi ra thế nào thì ra thơ mở mắt nhìn anh nói rất nhẹ em không ngờ có người cho em biết anh chết sau lúc xa em mấy tháng anh cũng không ngờ nghe kể lại mẹ em đặt bàn thờ và tụng kinh cho em một trăm ngày anh ngờ sao được kỳ kéo đầu thơ dựa vào vai anh như trước đây mấy phút anh đã ao ước được như thế hai người cùng yên lặng hình như không còn nghe thấy gì ngoài tiếng đập của trái tim tàu bỗng hình như chạy mau hơn một cách kỳ lạ và dễ ghét kỳ vuốt tóc thơ thì thầm chúng mình đã đi được nửa đường rồi mới bắt được nhau thơ cố nén cảm xúc nửa đường của chuyến xe suốt và cả của cuộc đời cũng còn kịp để gặp nhau muộn chưa hở anh chưa em ạ à. đường còn dài đời cũng còn một nửa để chúng ta nhìn thấy nhau ngồi cạnh nhau sống với nhau đừng làm sóng gió nữa em đừng làm khổ nhau đừng làm khổ mình đừng tự ngược đãi mình nữa bây giờ anh không để em thoát không có gì trên đời này có thể cản trở chúng ta được nữa kỳ không hiểu tại sao anh có thể nói ra được những câu trái với sự thật như vậy ai cho phép anh được ngồi với thơ sống với thơ anh rất thành thật với lòng. Anh nói những lời xuất phát từ trái tim và đồng thời cảm thấy rất chua xót, không biết làm cách nào để thơ hiểu rõ, để cho thơ biết sự thật, biết anh không còn tự do nữa. Anh muốn giữ thơ trong cuộc hành trình đi đến phần mộ trong đời mình, mặc dầu biết không có một điều kiện nào. Như muốn tránh sự thực hiện tại, anh bảo thơ, em đừng nói gì nữa. Chúng mình sẽ có rất nhiều thì giờ nói chuyện bây giờ hãy để yên cho anh ngồi bên cạnh em biết có em trong tay chúng ta đã lỡ nhau suốt nửa đời người rồi yên cho anh sung sướng gặp em ngày xưa đừng nhắc đến ngày xưa nữa em ngày mai cũng đừng nói đến ngày mai hai người cùng yên lặng và hiểu nhau hơn lúc nào hết thơ nhắm mắt lại ngả đầu vào vai kỳ tàu chạy đều và rung nhẹ vai của người mình yêu quý làm gối rất êm mi mắt thơ không còn thấy rung rung nữa nếu thơ ngủ được chắc giấc mơ sẽ yên lành biết bao kỳ nhìn ra ngoài trời trời đen nhưng trong mây sáng lơ thơ răng mắc khắp không trung muôn ngàn vì sao lấp lánh rực rỡ có những sao băng xẹt ngang rất nhanh rồi tắt hẳn kỳ ao ước giá còn được lòng tin tưởng thơ ngây ngày xưa ngày anh còn bé ở làng quê hối ấy mỗi khi thấy sao băng anh cởi nhanh một cúc áo và nói một điều ước anh không nhớ những điều anh ao ước có bao giờ thành sự thật linh nghiệm như lời bà anh vẫn bảo không vì anh quên ngay hôm sau bây giờ nếu còn hy vọng và tin tưởng được anh chỉ ao ước có thơ trong tay anh mãi mãi tàu đến nha trang lúc trời vừa sáng kỳ và thơ cùng nhìn nhau mỉm cười cả hai đã ngồi yên lặng không nói một điều gì quan trọng cùng muốn phút giây quên hết quá khứ tương lai và sự thật càng kéo dài càng tốt kỳ đứng dậy nhìn ra sân ga bỗng anh thấy cả người như tê lạnh một cách lạ thường vợ anh đang đứng nhìn lên từng toa như tìm kiếm trông thấy kỳ vợ anh reo lên à anh, em cứ sợ anh nhỡ chuyến này. Nàng chen lên tàu, bước vào phòng, nói díu dít, em đang nghỉ mát, được tin anh vào, nên đón tàu để đi cùng với anh cho vui. Thế nào, anh có mệt không? Bất giác, kỳ thấy mệt thực. Bao nhiêu nhọc nhằn chán nản, phiền muộn trong nửa đời người đã trải qua, anh đã quên không muốn nhớ. Giờ phút này chúng đùng đùng kéo nhau đến bao vây lấy anh, làm anh thấy mình chỉ trong một lúc như già hẳn đi. Tất cả hy vọng tiêu tan trong chớp mắt một cách đột ngột và tự nhiên vô cùng. Thấy thơ đứng dậy sắp sửa hành lý, anh cũng không thể nói được một lời nào, để tử dã hay giữ lại. Anh chỉ nhìn theo với đôi mắt buồn rầu bâng khuâng. Vợ kỳ xem xét hành lý và nói với anh những điều gì nhiều lắm, nhưng anh không nghe rõ và dù nghe rõ cũng không hiểu gì hết mắt kỳ như mở đi nhìn theo thơ vội vàng ra khỏi ga anh biết tình yêu của thơ và anh vẫn còn nguyên vẹn anh biết thơ cố tránh thơ không muốn thấy mình cùng đi với kỳ một chuyến xe trong đời mà không thể nói với nhau một lời nào kỳ ngồi bên cạnh vợ nghe vợ nói chuyện và thấy nàng đã nói nhiều quá trong khi thơ chưa kịp nói với anh gì cả bây giờ làm sao anh còn nắm được tay thơ? Làm sao anh biết được thơ nghĩ gì? Thơ đi đâu? Thơ làm gì? Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lần roi đã quất vào tâm hồn nàng? Bao nhiêu thất bại, đau khổ? Ai lau nước mắt cho thơ? Kỳ chưa kịp biết được gì hết, anh đã để cho bóng thơ tan mất. Và đau đớn biết bao, anh không có dịp nói một lời giá từ giá biết được phải chia rẽ đột ngột và vĩnh viễn như vậy anh sẽ cố nói với thơ một vài lời dù chỉ là những lời rất vô nghĩa cũng còn có dịp nhìn được mắt nhau lâu thêm vài phút tàu vẫn chạy rất bình yên như không bao giờ biết được bao nhiêu ly hợp đã xảy ra trong một chuyến đi người vợ ngồi bên cạnh đem lại cho anh thói quen thường ngày kỳ thấy lòng mình bình tĩnh lại anh lắng tai nghe vợ nói trả lời vợ và ngoan ngoãn theo vợ về nhà ngoan như con ngựa nhà ngựa thuần con ngựa rất siêng năng cần mẫn ngày ngày kéo xe cho chủ đôi mắt ngựa bị che hai bên lại chỉ còn nhìn thấy một phía trước mắt một con đường thẳng một bổn phận ngày ngày làm xong công việc tối về tàu ngựa sẽ được phát cho một nắm rơm hay cỏ khô cho ngựa ngủ yên đợi ngày mai lại tiếp tục công việc lưng mang nặng yên cương mắt che kín đền bù lại ngựa được chủ cho ăn no được khen là ngoan ngoãn và ngựa dán hết sức lực làm việc cho chủ vui lòng nhưng may mắn làm sao kỳ thấy dù mình như con ngựa đã bị che kín hai mắt chỉ được phép nhìn thấy một con đường thẳng trước mặt chỉ được trở về với tàu ngựa cũ mà thôi tim anh vẫn còn nguyên vẹn vẫn còn có thể cảm nghĩ và yêu thương Thank you.